1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bạn, còn thiếu ai? Thiếu bạn Xuân An. Thiếu... Còn Xuân An chưa? Rồi, thế thì bữa rồi cô dặn các bạn là về nhà làm cho cô cái phần sửa lại các đoạn đúng không? Đây cô ghi nè, đây là nguyên văn phần viết của các bạn. Cô cũng đã sửa trong tiết dạy. Cô giao nhiệm vụ về nhà là các bạn sẽ hoàn chỉnh phần sửa lại như cô đã gợi ý nhé. Thì có nghĩa là như cái tiết rồi cô gợi ý như thế nào, phải không? Thì mình hôm trước là cô có kêu các bạn là chúng ta phải sửa vào, thì đây là cái bài tập để mà cô kiểm tra xem là chúng ta có theo dõi cái phần sửa bài của cô hay không, chúng ta có tiếp thu được cái phần sửa bài đó hay không ha, chứ không hẳn là của bạn nào thì bạn đó nấy sửa đâu, mà cô muốn là có một cái phần mở bài, có một cái phần của tụi con, tức là bạn nào thì làm theo bạn đó thì sửa là ok rồi. Nhưng mà ngoài ra mình còn phải tham khảo thêm chừng khoảng là 10 cái kết đoạn khác nữa để mình thấy được là cái kết đoạn nó rất là đa dạng, chứ nó không có nó không có đóng khung trong một cái điều gì đó, được không? Thì ở đây là hôm hôm bữa trước là cô đã nói là tất cả những cái kết đoạn của các bạn thì nó đều là ổn về mặt ý tưởng, chỉ là chưa ổn về mặt diễn đạt thôi, thì cô cũng đã gợi ý sửa lại rồi. Nhưng mà chỉ có một vài bạn nộp cho cô thôi. Tế Hanh đã rất khéo léo, bạn Gia Hân nha. Bây giờ bài của bạn Gia Hân. Tế Hanh đã rất khéo léo trong việc chọn những hình ảnh so sánh ẩn dụ, thì hôm trước là cô đề xuất là sửa cái này lại, đúng không? Bởi vì nó rơi vào cụ thể. Đó là Tế Hanh đã rất khéo léo trong việc chọn những hình ảnh phù hợp tự nhiên để miêu tả, bỏ chữ về đi ha, chỗ này nè. Đó, ví dụ như bạn bạn làm bạn sửa thì cô mới sửa lại cho bạn một lần nữa thì nó sẽ hoàn thiện, đúng không? Bỏ chữ về đi chỗ này. Cái này cô sẽ tô nó như vậy nha. Để miêu tả vẻ đẹp bình dị của con sông quê và khiến cho ta thấy được cái tình cảm của bất cứ ai về cội nguồn của mình, chứ cội nguồn bạn biết sao chính tả ha. Cô ơi cô, Ôi, hình như cô nghe. chưa chia sẻ màn hình hay gì cô. Ủa vậy hả? Chứ chết chết. Ồ, hèn chi nãy giờ. Rồi, nhớ là nếu bữa nào cô chưa chia sẻ màn hình thì báo giùm cô nha. Bây giờ thấy chưa? Thấy rồi ha. Nè, bữa trước là viết sai lần thứ nhất, về nhà viết sai nữa nè, thấy không? Bây giờ nè, sẽ cho các bạn biết là tại sao thì cái kết đoạn này nó phù hợp. Mỗi một cái kết đoạn là tại sao nó phù hợp. Thì bạn có nhớ là trong cái tiết rồi là cô nói là một cái kết đoạn thì nó phải làm được hai việc không? Nó làm được hai việc, là việc thứ nhất là việc chính, việc này khoảng 70%. Đó là nó phải kết lại được những cái ý mà trước đó nó đã nói rồi, nhưng không được lặp lại một cách nguyên vẹn, không được lặp lại một cách đầy đủ mà theo kiểu là rơi vào chi tiết, mà lặp lại nhưng theo kiểu khái quát ha. Đó là cái phần 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 trọng tâm. Còn cái thứ hai, nếu làm được điều này nữa thì tốt, đó là tạo ra được một cái dư ba, tức là một cái dư âm, một cái dư vị, một cái điều lắng đọng trong lòng của người đọc trước khi kết thúc nó. Thì bạn bài của bạn ví dụ bài của bạn Gia Hân như thế này, thì tụi con thấy là bạn đã tổng hợp lại được cái chuyện đó là những hình ảnh, phải không? Những hình ảnh phù hợp tự nhiên đây, để mà miêu tả cái vẻ đẹp bình dị của con sông quê đó, vẻ đẹp bình dị và khiến cho ta thấy được cái tình cảm đây. Bỏ chữ cái đi con, Hân làm hay bị dư mấy cái này nè đó.
cô ấy cho thì bỏ đi ha, giúp khiến cho ta thấy được tình cảm của bất cứ ai. Cô gạch chữ tình cảm thôi, thì cô gạch những từ khóa thôi, bởi vì những cái này là những cái mà chúng ta đã nói ở trên đúng không, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nói lại theo kiểu khái quát. Vậy thì đây chính là cái phần mà trọng tâm. Thế còn cái dư vị mà bạn tạo ra được thì có thể là nó nằm ở chỗ này nè, của bất cứ ai, phải không nào? Về cội nguồn của mình thì có thể nó sẽ nằm ở chỗ này, bởi vì nó sẽ làm cho người ta cảm thấy là trong đó có mình, đúng không? Đó, đây là cái mà mình có thể nghĩ đến. Cô sẽ làm gì để phân biệt nó đây? Ví dụ như cô ghi về để cho các bạn phân biệt được ha. Rồi bây giờ tới bạn Hoàng Gia Thịnh, thì bạn Gia Thịnh cũng không có nộp lại cho cô, mà các bạn khác cũng không có sửa, cho nên là cô vẫn để ở đây và cô yêu cầu là các bạn phải viết lại cho cô cái chỗ này mà hôm trước là cô đã sửa rồi ha. Cô chỉ yêu cầu là các bạn cô muốn nhìn thấy nó ở trong vở của các bạn, đơn giản vậy thôi đó. Đơn giản là cô muốn nhìn thấy là nó đã được sửa vào vở của các bạn, hiểu chưa? Cho nên cái bài của bạn Gia Thịnh này cô sẽ để lại đây, và tất cả chúng ta sẽ làm giống như cô vừa làm ở trên này, tức là bạn Hân là bạn làm như thế này nè, và cô sẽ hoàn thiện nó lại, đúng không? Các bạn khác có hiểu được không? Có hiểu và sửa vào thì sẽ bỏ những cái từ mà cô đã bôi như này ha, hoặc là những từ sai thì viết lại ha. Rồi bạn Quang Nhật cũng vậy, cũng không có nộp, à có mới nộp cho nên là cái tiếng gì của ai lục lục dưới ta? Rồi, bạn Quang Nhật chú ý cho cô là phải làm sao mà sửa chữ lại chứ đừng để cô nhắc quá nhiều. Ví dụ như cô trình bày cho các bạn, cô cũng cho các bạn thấy được là cái viết của mình, ví dụ như đầu đoạn là cô sẽ thụt vào, cô sẽ lùi vào và cô sẽ viết hoa đó nè. Cô sẽ viết hoa nó một cách rất là rõ ràng nha. Còn cái này thì nó không phải đầu đoạn nhưng nó là đầu câu thì các bạn cũng phải viết hoa chứ. Tác giả đã dùng những vần thơ bình dị gợi cảm cho bài thơ, đã vẽ ra bức tranh. Bây giờ đã vẽ ra với lại đã dùng thì cùng một người, tức là tác giả dùng rồi tác giả đã vẽ. Thì nếu như ở đây muốn như vậy thì cô phải có dấu phẩy, chứ cô không cho viết luôn tuồng như vậy. Tác giả đã dùng những vần thơ bình dị gợi cảm cho bài thơ, phải đã vẽ ra bức tranh tươi sáng sinh động về một làng quê yên bình. Ủa là sao? Mà nơi tác giả đã từng sống. Ủa sao nó không khác gì so với cái lần đầu cô sửa hết trơn vậy? Bữa hổm là cô sửa cái chỗ này rồi mà, chỗ này nó bị lủng củng nè. Về một làng quê, nơi thôi hay chứ đâu có mà nơi gì nữa. Nơi tác giả đã từng sống và gắn với tuổi thơ tác giả. Tác giả rồi tác giả nữa. Thấy chưa? Bài thơ của Tế Hanh còn cho thấy tình cảm yêu thương, sự tự hào của tác giả nữa. Vậy là trong vòng có vài dòng viết mà mình dùng tới 3 lần từ tác giả, lần là đây nữa 4 lần. Trời ơi là mình thấy nó dở như thế nào rồi ha. Bây giờ cô sẵn nhân đây nè, cô sửa cho bạn Nhật và các bạn khác thấy nè. Một lần nữa tụi con phải biết sử dụng trạng ngữ chỉ cách thức để thay thế cho phần đầu cho cô. Ví dụ trong chỗ này cô sẽ ghi là bằng những vần thơ bình dị, hoặc nếu không bằng thì là với những vần thơ bình dị. Mà bình dị với gợi cảm, hai cái từ này nó không có cùng với nhau. Thường cái gì bình dị thì ít gợi cảm, mà thường cái gì gợi cảm thì ít khi bình dị. Cho nên khi con muốn đi chung hai cái từ này với nhau, con phải có một cái gì đó
để nối nó lại. Giống như vừa hỏi cô giải thích là ở gì nè, tiềm tàng mà mãnh liệt, nhớ không mấy đứa, nhớ không? Tiềm tàng mà mãnh liệt. Thí dụ lúc đó cô ghi vậy, đó là cái sức mạnh của chị Dậu tiềm tàng phải mãnh liệt đã quật ngã tên cai lệ. Thí dụ cô ghi vậy thì nó cũng gọi là cũng được rồi đó, nhưng mà người ta thấy là chữ tiềm tàng với chữ mãnh liệt nó đâu phải cùng một chỗ đâu ta, đâu phải cùng một phạm vi nghĩa đâu, mà mình dùng dấu phẩy vậy. Thường thí dụ mình dùng dấu phẩy vậy là nó phải đi chung một chỗ. Cô ví dụ nó không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau nhưng mà ít nhất nó phải chung chỗ. Cô ví dụ như là đó là một đứa trẻ chăm chỉ, ngoan ngoãn. Đó, thì các bạn sẽ thấy là chăm chỉ với ngoan ngoãn tuy là nó là những từ khác nghĩa với nhau nhưng mà ít ra nó không có kiểu như là không có khác nhau nhiều đến nỗi mà nó nằm ở hai cái trường nghĩa khác nhau. Nó ở đây nó không phải những từ mà đi chung với nhau theo dấu phẩy như này thì không nhất thiết phải là tức là nó không phải là từ đồng nghĩa nha. Nếu nó từ đồng nghĩa thì nó dở lắm. Giống như bữa hổm cô sửa cho bạn nào á là kiểu như cô nói là kiểu như các bạn nói là mênh mông, cánh đồng đó rất là mênh mông, rộng lớn. Thì thường cô sẽ bỏ đi chữ rộng lớn hoặc là cô bỏ cái chữ mênh mông. Cô không cho các bạn dùng hai từ mà đồng nghĩa với nhau như thế này bởi vì nó thừa thải đi chứ nó chả được cái gì cả, đúng không? Mà thay vào đó thì mình nên thêm cái từ khác. Đó, bữa trước cô sửa bài cho bạn nào đó, cô có nói rồi đó, cũng trong cái bài nhìn nhớ sông quê hương này nè. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là thay vì vậy cô sẽ ghi là sức mạnh của chị Dậu tiềm tàng mà mãnh liệt. Thì người ta sẽ thấy là nó có điểm nhấn hơn rất là nhiều. Nghĩa là cái này tuy nó tiềm tàng, mình hiểu vậy đó, mình sẽ hiểu là tuy nó tiềm tàng nhưng mà nó không hề yếu ớt. Nó tiềm tàng chẳng qua là vì cái hoàn cảnh cho nên nó ẩn lấp ở đâu đó trong con người của chị Dậu thôi. Nhưng mà nó vẫn sôi sục, nó vẫn mãnh liệt, nó vẫn dâng trào và cho đến khi nào nó đủ cái thời cơ của nó thì nó sẽ trào ra một cách rất là mãnh liệt. Thì ví dụ như chỗ này nè, bức tranh này bình dị, vần thơ này bình dị, cô đồng ý. Vần thơ này cũng có sức gợi cảm, cô đồng ý. Gợi cảm không phải là cái gì mà nó phải sexy hay là nó như thế nào đâu nhé. Mà gợi cảm có nghĩa là nó tạo ra cho người ta những cái cảm giác, nó làm cho con người ta cảm thấy xúc động, đúng không? Thì ở đây cô cũng gợi ý các bạn là nên thêm cái từ mà nha. Vậy thì là mà, bằng những vần, có nghĩa là đây cô đang sửa trên tinh thần tôn trọng tác giả, có nghĩa là càng sát với văn bản cũ là càng nhiều càng tốt, chứ còn nó không phải là một cái gợi ý mới từ cô. Cho nên ở đây là cô chỉ sửa cho đúng hơn chứ không phải đó là cái mà cô viết, các bạn hiểu chưa? Bằng những vần thơ bình dị mà giàu sức gợi cảm đó thì cái câu của mình viết nó gãy gọn hơn rất là nhiều ha. Bạn Nhật cũng lưu ý ha. Mà giàu sức gợi cảm phải thì sao nào, thì tác giả đã vẽ ra cái bức tranh tươi sáng sinh động về một làng quê yên bình. Phải, phải không? Nghe đây nè, phải. Thì lúc đó nơi tác giả đã từng sống và gắn bó ha, nơi tác giả đã từng sống và gắn bó
suốt tuổi thơ. Đó, suốt tuổi thơ. Không cần phải lặp lại tuổi thơ tác giả nữa. Nhớ nào. Thì lúc đó cái chữ mà nơi tác giả đã từng sống và gắn bó suốt tuổi thơ này, thì cái từ chính đó, đây là một cụm từ đúng không nào? Và từ chính đó là từ nơi. Nơi nào? Nơi tác giả đã từng sống và gắn bó suốt tuổi thơ. Thì cái nơi đó nó bổ nghĩa cho một làng quê yên bình ha. Bổ nghĩa cho một làng quê yên bình là nơi nào? Đây, cái này trong chương trình người ta gọi là cái thành phần phụ chú. Thành phần phụ chú là thành phần mà đi kèm sau một cái từ nào đó để mà bổ nghĩa cho cái từ đó và làm cho người đọc dễ hiểu hơn, giải thích ha. Phụ là thành phần phụ và nó giải thích ha, nó chú thích cho cái thành phần đi trước nó, được không? Thì lúc bây giờ câu của bạn viết nó sẽ rất là gãy gọn. Câu của bạn nó chỉ có một chủ ngữ ra, nằm chỗ này thôi, đó là tác giả nè. Nó chỉ có một động từ thôi, đó là vẽ ra. Ở nào, tác giả vẽ ra. Còn những vần thơ gì đó nó là phương tiện, cho nên chúng ta ghi là bằng những gì đó. Hiểu chưa? Với lại là phải sử dụng dấu câu. Dấu câu. Thường thành phần phụ chú thì nó sẽ phân biệt là bởi là dấu gạch ngang hoặc là dấu phẩy, hoặc là giữa hai dấu phẩy đó, hoặc là dấu gạch ngang với dấu phẩy, hoặc là hai dấu gạch ngang, hoặc là dấu hai chấm. Đó, đó là những cái dấu mà tụi con phải biết sử dụng. So với những cái bài trước thì cái chữ viết này nè, là cô nghĩ là nó cũng tương đối là đẹp, dễ nhìn hơn so với chính bài của bạn Nhật rồi ấy, nhưng mà cô vẫn muốn là bạn Nhật phải sửa nhiều hơn nữa. Rồi sửa vô hết chưa cô Bo nha? Về cái câu cuối này thì nó sao các bạn? Nó chưa được ha. Cô sẽ qua trở lại cái bài này. Đây. Đây. Cô sửa lại nè. Vậy là các bạn cái bạn nào mà chưa có làm thì chúng ta cũng sẽ sửa vào ha. Cô sẽ sửa lại. Những vần thơ bình dị là giàu sức tình cảm. Vẽ ra một bức tranh tươi sáng, sinh động về một làng quê yên bình. Nơi phải nơi tác giả đã từng sống, gắn bó theo cô thì chỗ này nên thêm luôn cái từ đó là yêu thương, tại vì cô vẫn luôn có một cái sự gọi là cảm cái nhịp ở trong cái câu á, kiểu như tới chỗ đó cô cảm giác là cái câu nó chưa có đóng lại được và nó cần thêm một cái gì đó nữa, thì cái này chắc là các bạn phải cảm từ từ thôi, chứ cô cũng không biết. Cô ví dụ cô đọc như này nha, là bằng những vần thơ bình dị mà giàu sức gợi cảm, Tế Hanh đã vẽ ra một bức tranh tươi sáng sinh động về một làng quê yên bình, nơi tác giả đã từng sống gắn bó. Kiểu như vậy thì nghe nó bị hởn á, cho nên chỗ này cô phải là nơi tác giả đã từng sống gắn bó yêu thương. Đó, ba từ này nó khác nhau chứ nó không có giống nhau, nhưng mà nó cùng diễn tả một cái sự
một cái sự một những cái mối dây liên hệ giữa nhân vật tôi với lại con sông. Xong rồi muốn nói ý thứ hai thì từ yêu thương mình đã nói rồi thì mình không nói lại được, không nói lại nữa, mà mình sẽ tìm cách nói khác. Đó là bài thơ không giấu được. Thay vì mình nói là bài thơ diễn tả thì ở trong tiếng Anh lẫn tiếng Việt luôn, tức là ở trong tất cả các ngôn ngữ, nếu mà ai giỏi thì các bạn sẽ thấy là đôi khi người ta sẽ sử dụng phủ định để nói khẳng định, nó hay hơn nhiều so với cái việc là phải khẳng định nó ha. Bài thơ không giấu được cái gì đó thì có nghĩa là bài thơ đã thể hiện cái đó, hiểu chưa? Bài thơ không giấu được cái niềm tự hào. Của nhà thơ. Đây các bạn sẽ thấy là cô không có lặp lại nha. Một là cô dùng từ tế hanh. Đây các bạn thấy không? Hai là cô dùng từ là tác giả ha. Ba là cô dùng từ là nhà thơ. Đây. Rồi. Bài thơ không giấu được niềm tự hào của nhà thơ về quê hương, về quê hương mình, và cũng vì lẽ đó mà vì lẽ đó mà bài thơ lập đúng không? Mà những câu thơ ấy vì lẽ đó mà những câu thơ ấy đã tạo được cái lời đồng vọng sâu xa trong lòng người đó. Rồi xong. Vậy bạn sửa lại từ đây đây giùm cô ha. Và vấn đề là không phải nó dài hơn hay nó ngắn hơn, đối với cô nó không quan trọng. Quan trọng là làm sao có thể diễn đạt được hết ý mình mà không bị những cái lỗi về ngữ pháp, về diễn đạt. Diễn đạt thì bao gồm là lập, phép lập rất là dễ bị ha. Phép lập thì là một biện pháp nghệ thuật, nhưng mà lỗi lập thì lại là một cái sai. Rồi làm sao để con không sai ngữ pháp. Còn về ngoài cái lập ra thì các bạn thường hay vướng cái chỗ là lủng củng, rơi vào lủng củng ha, tức là nó rời ra, nó không kết dính được với nhau ha. Hoặc là thí dụ như nó sẽ mang tính chất là thuyết minh chứ nó không có mang tính chất của văn chương. Ví dụ như so với cái bài ở cái phần ở trên này nè, thì rõ ràng cái phần này nó tạo ra được một cái dấu ấn về cái cảm xúc, đúng không? Ví dụ như mình có những cái từ như là bằng những gì đó, thì bài thơ không giấu được niềm tự hào. Những cái chỗ này là những chỗ mà nó tạo ra được cái chất dư ba cái mà nha, đã tạo được lời đồng vọng sâu xa chẳng hạn, hiểu chưa? Rồi rồi tiếp theo tới bài của bạn Yên Khanh. Yên Khanh gửi bài cho cô là Bên Nhất Mẹ Con đó cô. Ok. Đâu mới nhận, mới thấy. Đây. Đây đúng không? Dạ. Yeah. Là cái file nào nhỉ? Cái chụp hình đó hả? Dạ. Yeah. Cái chụp hình đúng không con? Dạ. Yeah. Ok.
Tình cảm của con người dành cho quê hương, đất nước bao giờ cũng khiến người ta phải xúc động. Và đó cũng là tình cảm thiết tha gắn bó của tác giả dành cho con sông quê trong bài thơ này cũng như thế. Ồ là sao? Tại sao lại có cũng như thế ở đây nữa? Ủa đây là bài con Cương đã sửa lại theo cái gợi ý của cô hả? Thế là con đã chưa tiếp thu được ý của cô rồi. Nè, tình cảm của con người dành cho quê hương đất nước bao giờ cũng khiến người ta phải xúc động. Bữa rồi thì cô khuyên chúng ta là chúng ta bỏ từ phải đi, tức là bao giờ cũng khiến người ta xúc động. Thì nghe nó mềm mại hơn nghe. Ngay đây thì phải đúng không? Và đó cũng thì ngay đây cũng thì thêm cái từ là chính ha, để cho nó khác với ở trên. Và đó cũng chính là với lại chính là nó sẽ có tính chất nhấn mạnh hơn ha. Và đó cũng chính là cái tình cảm thiết tha gắn bó. Không phải nhỉ? Tình cảm của con người đối với quê hương đất nước bao giờ cũng khiến người ta xúc động. Và sao cô nhớ cô không phải sửa vậy ta? Bởi vì nếu mà cô không kêu các bạn làm vậy á, là các bạn không có làm được đúng như ý của cô đâu. Và bỏ cái này nè. Tại vì á, vấn đề á, là cái câu phía trước của con nè. Câu phía trước con nha. Tình cảm đây. Tình cảm của con người. Tình cảm nha. Tình cảm của con người dành cho quê hương kể đi, nhưng mà vấn đề của con là tình cảm. Xong rồi cái câu sau này nè. Và đó cũng là vậy thì đó ở đây con thay thế cho cái gì con hiểu không? Tức là con muốn dùng từ đó thì con phải cho người ta thấy rõ là nó thay thế cho cái gì. Nhưng mà theo cái mạch này á, thì đó đây là nó thay thế cho cái từ tình cảm đó. Tại vì câu 1 của con biết là tình cảm của con người dành cho quê hương đất nước bao giờ cũng khiến người ta xúc động. Và đó cũng là vậy, đó là cái gì? Là tình cảm của con người dành cho quê hương đất nước, đúng không? Thì giả sử như con đem cái đó vào đây. Và tình cảm của con người dành cho quê hương đất nước cũng là tình cảm thiết tha gắn bó của tác giả. Thì nó không đúng. Có hiểu không? Các bạn khác có hiểu không? Cho nên ở đây cô mới nói là không được, rất là vậy á. Cô nói không được là cô phải chỉ ra lý do mới được, chứ còn nếu không các bạn sẽ không hiểu tại sao cô nói không được ha. Thì chỗ này cô phải bỏ cái từ chỗ này nè. Và tình cảm gì đó thì lúc đó cái câu này của con mới là câu đúng. Tại vì cái câu thứ nhất của con là tình cảm của con người gì đó thì con mới và cái tình cảm thiết tha gắn bó gì đó thì lúc bây giờ hai cái này nó mới đi chung với nhau được trong cái từ và. Tại vì nó người ta sẽ hiểu là cái này nè là cái chung, còn cái này nè là cái tình cảm riêng, tức là cả hai đều là tình cảm. Nhưng mà trong cái tình cảm đối với quê hương đất nước đó thì có cái tình cảm của tác giả dành cho con sông quê, thì lúc đó cái câu con viết nó mới ăn nhập với nhau. Con hiểu không? Mặc dù cái ý của con á là ý là con khá ha, ý con khá viết được những câu như là tình cảm của con người dành cho quê hương đất nước luôn khiến người ta phải xúc động, đó là những câu khá, những câu theo cô rất là tốt. Thế nhưng mà làm thế nào để liên kết được là tụi con phải rất là sáng về cái tư duy ở trong, tức là tư duy phải rất là mạch lạc ha. Chữ đó là phải thay thế cho cái từ gì được nói trước đó. Còn này nó thay thế cho tình cảm. Rồi xong rồi lại nhấn mạnh tình cảm cũng là tình cảm. Thì câu này nó hỏng bét rồi. Hiểu không? Cho nên là và bỏ này đi. Và tình cảm thiết tha gắn bó của tác giả dành cho con sông quê trong bài thơ này cũng như thế. Vậy người ta sẽ hiểu như thế là như thế nào? Ai biết được nè? Cô mời bạn Thắng đi. À, như tình cảm thiết tha bậy nữa, không hiểu vấn đề.
Thấy chưa? À, cô mời bạn Xuân An. Xuân An đâu rồi? Dạ. Đâu mất tiêu rồi, dạ dạ gì hoài. Ừ. Em cũng chưa biết nữa cô. Hồi nãy giờ ở đâu? Nãy giờ có nghe có hiểu không? Cũng hiểu. Cũng hiểu mà bây giờ không biết là thế nào, chả hiểu cô, chả hiểu nữa. Rồi bây giờ tới số 4 nè. Dạ dạ hiểu cô. Hiểu như thế nào? Cô hỏi đó, như thế là như thế nào? Dạ hiểu là kiểu như là mình không nên dùng những cái từ mà bị dư thừa hoặc là làm sai đi ý nghĩa của câu. Không, cô đang nói là câu này là cái câu mà bạn viết là cô chỉ cần cô bỏ cái đống này đi là được nè, nhưng sau đó thì đến đây là ok nè. Thế cô mới hỏi là như thế thì như thế này là như thế nào, hiểu như thế nào? Bây giờ tụi con có nhớ là hôm trước, là trước khi dạy tụi con viết văn là cô dạy tụi con bốn phép liên kết, cô dạy tụi con rồi, tụi con nhớ chưa? Cô dạy bốn phép liên kết này tụi con nhớ chưa? Con nhớ không? Hả? Nhớ không? Dạ, dạ, dạ nhớ. Nhớ sao đâu, nhớ bốn phép dạ, liên kết là gì? Dạ, bằng dấu phẩy. Đó. Bốn phép liên kết nó bắt đầu bằng chữ là phép gì đó, phép gì đó, phép gì đó. Đó, bốn cái. À đúng dạ. Gì? Dạ. À, dạ thưa cô là phép phép lập từ. Phép lập chứ không phải lập từ, phép lập. Dạ. Phép gì nữa? Dạ phép là từ đồng nghĩa với lại trừ trái nghĩa. Cái đó người ta gọi là phép liên tưởng. Dạ. Nó không phải chỉ có đồng nghĩa với trái nghĩa đâu, mà nó đại khái là nó chung về cái mặt là trường nghĩa. Ờ, nó có thể đồng nghĩa, nó có thể trái nghĩa, nó có thể gần nghĩa, kệ nó, miễn sao mình liên tưởng được với nhau thôi. Mình connect được, mình link nó được với nhau á, cái đó dạ. Là phép liên tưởng. À, thí dụ như cái bài bạn đến chơi nhà đi, sở dĩ tại sao mình hiểu cái bài đó là tại vì mình liên tưởng các cái từ vựng nó lại với nhau. Ví dụ như là cải chữa ra cây này, cà mới nụ, bầu vừa rụng rốt, bướp đương hoa. Tức là cái số đó nó nói về cái gì? Mỗi cái nó nói về cái riêng hết, nhưng mà nó lại gặp gỡ nhau ở chỗ là nó cùng diễn tả tất cả những cái sự vật, nó đều đang trong cái trạng thái tượng hình, chứ nó chưa có trở thành một sản phẩm để có thể dùng được, để ăn được. Đó. Ví dụ vậy, nó phép liên tưởng. Hay là bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá đá chen hoa. À, tại sao mà mình có thể hiểu được tâm trạng của bà Nguyễn Thanh Quang trong bài thơ đó? Là bởi vì mình đã liên kết những cái từ ở trong đó lại với nhau. Ví dụ như là bóng xế tà. Tại sao không phải là một khoảng thời gian khác mà lại là bóng xế tà? Rồi tại sao lại là cỏ cây, đá, hoa, không có bóng dáng của con người nào cả? Rồi khi có bóng dáng của con người thì sao? Thì cũng chỉ là lom khom dưới núi vài chú, đúng không? Tiều vài chú. Rồi lác đác bên sông, chợ mấy nhà. À, khi mà mình liên kết tất cả những từ ngữ đó lại thì mình sẽ thấy là nó nổi lên một cái chuyện, đó là trong một cái thời gian vô cùng buồn bã, trong một cái không gian vô cùng vắng lặng, con người gần như là một cái chủ thể lẻ loi, cô đơn ở trong một cái chiều dài của lịch sử, của tháng năm, của không gian, của thời gian như thế, chắc chắn nó sẽ nổi lên cái tâm trạng đó, tâm trạng cô đơn, tâm trạng hoài nhớ gì đó. Đó thì có nghĩa là những cái gì đó mà mình đi tìm được từ một cái văn bản, nó không phải là từ trên trời rơi xuống, mà nó cũng không phải là do thầy cô là nói cho mình nghe, mà cô muốn rằng các bạn phải có khả năng thâm nhập vào văn bản bằng chính những cái kiến thức về ngôn ngữ của mình. Thế thì ngoài cái phép lập, phép liên tưởng này thì nó còn có hai phép nữa mà cô cũng đã dạy các bạn rồi. Đó là gì nào?
Dạ con nhớ thêm một phép nữa rồi cô. Dạ thưa cô là phép phép nói. Phép nói. Phép nói có nghĩa là mình dùng cái từ này để mà mình nói cái ý ở phía trước với cái ý ở phía sau để làm cho nó liên kết với nhau. Tại vì người ta nói là bốn phép này là phép liên kết mà, có nghĩa là bốn phép này nó đều làm cho các câu nó liên kết với nhau, hiểu không? Vậy bạn nào có thể nhớ cho cô được cái phép còn lại không nào? Cô dạy rồi đó. Bạn nào biết nói luôn đi. Bạn Gia Thịnh nè. Gia Thịnh. Gia Thịnh, Gia Thịnh. Nhanh. Dạ, con không nhớ. Thấy chưa? Tôi có dạy mấy bạn không, thứ nhất ghi không, biết không ghi. Ghi cũng không ghi. Nhớ cũng không nhớ. Rồi xong rồi cái dạy xong cái nó tuột đi mất tiêu, nó trôi tuột đi mất tiêu. Dạ, con biết đó cô. Ok. Dạ. Dạ là phép thế. Thực ra là cô dạy rồi đúng không? Đúng không các bạn? Đúng không Nhật? Bạn cô dạy rồi không? Con cũng không nhớ lắm. Đó. Cô cũng không biết là cô dạy cái bài này thì con đã vào học chưa, tại con vào trễ hơn các bạn. Nhưng mà vấn đề là cô nhớ rất rõ là trước khi cô dạy viết văn á, thường cô sẽ dạy các bạn bốn phép liên kết này. Và cô sẽ nói, cô nói với các bạn là đây là một cái bài học của năm lớp 9. Thế nhưng mà nó chả có gì khó để hiểu cả, cho nên không cần phải đợi tới năm lớp 9 mới học, phải học trước. Bây giờ đã phải viết văn rồi, cho nên là học trước bây giờ thì tốt hơn. Cho nên cô dạy trong vòng khoảng 50 phút là cô dạy xong các bạn về cái bốn phép này thôi. Và nếu ai mà có nhớ bài được cô dạy á, thì cô sẽ nói câu như này, tức là hiểu về lý thuyết là một chuyện, mà các bạn dùng nó để vận dụng được vào trong cái lúc mà mình viết văn lại là một chuyện khác. Cho nên trước hết là các bạn phải thực sự ý thức cao độ á, về là có những cái phép liên kết này thì các bạn mới hy vọng là vận dụng được. Ví dụ như ở đây nè, bạn Khanh là bạn vận dụng được đấy. Chỉ có điều là bạn vận dụng được, nhưng mà có đôi chỗ nó sẽ bị, nó dẫn đến cái sự gọi là gì ta, nó không có được nhịp nhàng. Có nghĩa là dùng thì dùng, nhưng mà có vẻ như là dùng đại ở một số chỗ. Có nghĩa là có vẻ như một số chỗ mình hơi không làm chủ được tay lái đó. Nên vì cô ví dụ chỗ này nè, nãy cô chỉ ra đó. Chữ đó là dùng, có nghĩa là nếu thật sự mà nó thay thế đúng chỗ nha, thì nó rất là hay, hiểu không? Các bạn nhớ là năm lớp 7 hay lớp 8 ta? Cái bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đó, của Hồ Chí Minh đó, trong lớp 7. Lớp 7 đúng không? Đấy, bác nói sao? Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, nó nhấn chìm lũ bán nước và lũ cướp nước gì đó, đúng không? Thế thì các bạn thấy là khi bác viết là đó là một truyền thống quý báu thì mình hiểu ngay đó là gì, là lòng yêu nước. Chứ mà bác mà viết lại là nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, lòng nồng nàn yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta, thì câu đó nó sẽ rất là dở, hiểu chưa? Cho nên là phép thế là hay lắm, nhưng mà bạn phải dùng đúng cái chỗ mà nó thế cho cái gì, tức là bạn phải cho người ta biết là nó thế cho cái gì. Như vậy mà nó muốn biết, mà bạn muốn làm cho người ta biết bạn thế cho cái gì, thì cái câu của bạn viết nó phải rất là logic với nhau. Có nghĩa là cái gì bạn nói trước đó thì sẽ là được thay thế, mới là cái được thay thế. Vậy thì câu của bạn Thanh là trước đó là tình cảm, đúng không nào? Tình cảm của con người đối với quê hương đất nước. Thì ở phía sau nếu mà bạn có dùng từ đó thì cái từ đó này nó phải là từ thay thế cho tình cảm, đúng không? Nhưng theo cái mạch đó mà chúng ta ráp cái chữ tình cảm vô đây thì nó không đúng. Tại vì bạn muốn nói là và tình cảm đó cũng là tình cảm thiết tha gắn bó gì đó, thì nó sai, nó không sai, nhưng mà nó nghe nó kỳ lắm.
Cho nên ở đây cô sẽ gợi ý là và, phải không nào? Và cái tình cảm thiết tha gắn bó của tác giả dành cho con sông quê trong bài thơ này cũng như thế. Vậy thì cô muốn hỏi, ngay đây cô muốn hỏi các bạn là như thế, ngay đây rõ ràng là cũng là phép thế nè. Hiểu chưa? Ngay đây cũng là phép thế. Cô mới hỏi là nó thay thế cho cái gì? Câu hỏi của cô chỉ đơn giản có vậy thôi đó. Mà miễn cô giảng mà cô lâu lâu cô ngừng lại cô hỏi là các bạn sẽ không tập trung liền ha. Cho nên là học online là các bạn phải rất rất là tập trung. Đâu nào ai trả lời được? Cô mời bạn Ngân đi. Số 5. Số 5 nào nào? Dạ cô. Rồi trả lời đi. Rồi không biết gì để trả lời nữa rồi. Hụt hẫng quá, buồn quá. Cứ mỗi lần mà cô nói xong cái cô hỏi mấy bạn, cái mấy bạn im re, mấy bạn không có thể hiện là nãy giờ các bạn đang follow theo cô rất là ok, rất là tập trung, cái tự nhiên cái cô hụt hẫng ghê. Cô mời bạn Thư đi. Thư đâu rồi? Thư ơi. Thư. Thế là ai biết nè. Bây giờ cô hỏi tụi con nè, khi mà tụi con đọc là và tình cảm thiết tha gắn bó của tác giả dành cho con sông quê trong bài thơ này cũng như thế, thì tụi con có hiểu không? Tụi con hiểu không? Thắng hiểu không? Dạ chưa. Cái gì? Ôi, con người Việt mà. Bây giờ cô đọc nè, cô nói lại nha. Cô nói vậy. Cô xin lỗi, cô nghe điện thoại cái. Ô chà.
Rồi, bạn Thư đỡ lại chưa bạn Thư? Bạn Thư ơi, cái bạn Thư sao rồi cứ cái vấn đề bị mic nó dạ, cứ... Dạ con nghe. Nãy giờ con có nghe không Thư? Dạ con mới quay lại á con. Bị văng ra hả? Dạ không phải, con mới đi vệ sinh vô. Ôi trời ơi, đây cô dặn chừng nào có đi vệ sinh nói cô một cái nè. Cứ việc nhắn tin cho cô ấy, nhắn tin riêng cũng được nữa, bảo con đi vệ sinh tí. Chứ cô kêu Thư ơi, Thư hỏi, cái cô cũng nghe tín hiệu gì trơn á. Rồi con đi ngay cái lúc đó thì cô hỏi con rồi con đâu có biết, con đâu theo dõi được đâu. Nãy giờ con có theo dõi được câu hỏi của cô không? Con theo dõi tới khúc nào? Dạ, con mới vô là con thấy cô đang nói chuyện hay gì cô? Con thấy cô đang tắt mic. Ờ biết rồi, nhưng mà vấn đề là trước khi con đi cô đang nói tới cái gì? Dạ, con thấy cô đang sửa bài của bạn tới cái khúc tới khúc nãy luôn á cô. Nhưng mà cái xong con đi vệ sinh luôn. Ôi trời ơi. Bây giờ bạn khác đi. Nhật đi Nhật. Đâu rồi? Nhật ơi. Sao Nhật? Dạ. Là giải thích từ như thế không cô? Đúng rồi, có nghĩa là hiểu cái từ như thế ở đây là nó thay thế cho cái gì? Dạ, thay thế là cho phải xúc động luôn. Ừ, chứ nó là tình cảm tha thiết. Không. Ủa không? Thay thế cho phải xúc động, đúng rồi. Nói lần đầu đúng rồi, nói lại sai á. Nè, quý vị ơi, tập trung nha. Thắng rồi nè. Tình cảm của con người đối với quê hương đất nước bao giờ cũng khiến người ta phải xúc động. Và nãy cô đã bỏ cái này rồi mà. Hiểu chưa? Và cái tình cảm thiết tha gắn bó của tác giả dành cho con sông quê trong bài thơ này cũng như thế. Cô mới hỏi là cũng như thế, có nghĩa là nó thay thế cho cái gì, nó muốn nói cái gì. Thì có nghĩa là nó cũng khiến cho người ta xúc động giống như thế này nè. Quý vị có hiểu cô không? Hiểu cô đang nói gì không? Thắng. Ờ. Hả? Dạ, hiểu được người ta cảm giác như thế nào. Gì hiểu người ta cảm giác như thế nào đâu, chỗ nào? Hiểu được yêu người ta con sông như thế nào? Không, vấn đề cô đang nói về diễn đạt. Cô đang nói về logic diễn đạt nha các bạn. Có nghĩa là cô đang dạy các bạn nè, ví dụ như chỗ này nè. Bạn dùng cái từ như thế là cô bảo là đúng. Hồi nãy cô bảo là ở đây là dùng này là đúng. Cô mới giải thích cho các bạn là tại sao đúng. Bởi vì đó là một phép thế. Phép thế này nó thay thế cho một cái điều trước đó đã nói. Và nó rất là logic với nhau. Cô mới hỏi là cái điều mà bạn muốn thay thế là cái điều gì. Đó thì bạn Nhật bạn đã trả lời đúng. Có nghĩa là cái điều là khiến người ta phải xúc động. Cái mặt logic của bạn Khanh viết trong hai câu này như này nè. Các bạn hiểu như này nè. Bạn nói về một cái lớn. Câu thứ nhất bạn nói về một cái lớn. Đó là tình yêu, tình cảm của con người dành cho quê hương đất nước bao giờ cũng khiến cho con người ta xúc động. Được chưa? Xong cái tới cái vế thứ hai đó là và cái tình cảm thiết tha gắn bó của tác giả trong cái bài thơ này cũng như thế. Chỉ có nghĩa là cái đó nó nằm trong cái này nè. Cái này là một cái tập hợp, đúng không? Và cái này là một cái phần tử ở trong cái tập hợp đó. Hiểu chưa? Vậy thì cái câu của bạn viết nó rất là logic. Còn nếu như bạn không có bỏ cái này, bạn không có bỏ cái này thì người ta sẽ không biết cái chữ đó này thay thế cho cái gì. Nãy giờ cô chỉ sửa về diễn đạt thôi. Hiểu chưa? Là cô muốn các bạn khi viết ra một cái gì đó là các bạn phải thực sự là hiểu và ý thức được nó. Chỉ đơn giản có vậy thôi đó. Bạn Thắng có hiểu chưa? Dạ. Dạ hiểu. Hiểu cái gì đó không nghe coi. Dạ hiểu được là tác giả cũng tác giả yêu quê hương làm người ta xúc động. Bậy nữa, hiểu vậy là không hiểu cô gì hết. Thì có cục chán dễ sợ luôn á. Khanh nói lại cái Khanh. Khanh hiểu cho Khanh.
Như là như thế này là sử dụng phép thế, mà phép thế này để cho nói về cái xúc động. Mà có phải khi con viết là con hiểu như vậy không? Dạ phải. Khi con viết là con cũng muốn nói cái ý này đúng không? Dạ. Có nghĩa là con muốn nói cái ý này nè, mà thay vì con ấy thì con sẽ dùng cái từ như thế chứ gì? Bạn Thắng nào quay trở lại, bạn hiểu không? Kiểu bạn sử dụng cái phép thế để diễn tả cảm xúc. Không phải sử dụng phép thế để diễn tả cảm xúc, mà con phải nói vậy nè, nếu cô là con nghe cô, nếu mà cô được hỏi là con hiểu như thế nào thì cô sẽ nói như này, là thưa cô, là cô giảng xong á là con hiểu là mình sử dụng một cái từ nào là mình phải biết nó là đang có cái mục đích gì. Ví dụ như từ như thế ở đây là nó có mục đích là nó thay thế cho cái từ được nói trước đó, mà cái từ được nói trước đó là xúc động. Đây, cái từ đang được nói trước đó là cái chỗ này nè. Rồi ở khúc sau này người ta không muốn nói lại cho nên người ta dùng cái từ là như thế. Rồi. Thôi kệ nó đi. Nói tới đó rồi mà không hiểu nữa thì thôi luôn á. Là cô nói thật là không có thể mà chỉ kỹ hơn được nữa luôn á. Không có ai mà chỉ các bạn được như thế này đâu thật á. Mà các bạn không học nữa. Rồi bây giờ còn cái bài của bạn Gia Thịnh nè. Qua văn bản trên, ta có thể thấy được tình cảm yêu thương nồng cháy của tác giả đối với con sông quê hương thân thuộc của mình. Rồi nó ghi vậy đó. Nó ghi mà nó làm như cái loa nó phát, nó dội dội vậy đó. Nha. Đối với con sông quê hương thân thuộc của mình. Rồi. Đã được diễn tả mà sửa lại vẫn sai. Ngộ. Cô hỏi Thịnh nè, đã được diễn tả là cái gì trong câu này? Vai trò ngữ pháp của nó. Nói nhanh lên cho cô, làm sao mà cô phải bỏ được cái tập mà viết văn mà sai ngữ pháp này mới được. Thịnh. Nó đóng vai trò là cái gì ở trong câu này, con nói cô nghe coi. Nó không đóng gì. Nó không đóng gì hết, vậy sao con viết nó vô? Bây giờ nó không đóng gì thì bây giờ coi thử coi các cái khác nó đã đóng được cái vai trò của nó chưa. Có nghĩa là một câu thì ít nhất phải có chủ ngữ và biện ngữ đúng không? Rồi bây giờ nè, phân tích câu này cho cô coi Thịnh. Qua văn bản trên nè Thịnh. Qua văn bản trên nghĩa là trạng ngữ. Trạng ngữ chứ hình như là gì nữa ha. Trạng ngữ rồi. Chủ ngữ. Dạ, chủ ngữ là ta có thể thấy. Thấy trong trên chưa? Nè, nhắc lại nha. Bữa trước mới vừa nói xong, chủ ngữ là gì? Chủ ngữ là bữa trước mới nhắc lại lý thuyết luôn á. Cái lý thuyết đó là cô còn nói là học vào năm tiểu học. Quý vị cho cứng cái phần này nha, mai mốt nó ăn của quý vị hết một điểm ở trong đề thi á. Bữa mới nói cái sọt luôn, trong bữa học trước luôn. Chủ ngữ là gì nói luôn. Mà mấy bạn không có biết vào mà cũng không có để tâm vô, buồn nghe. Cô nói sao, đứa nào nhớ nói cô nghe coi. Cô nói chủ ngữ là gì? Hân nhớ không Hân? Dạ cái định nghĩa hả cô? Đúng rồi, mà cái bữa rồi cô dạy á, chứ cô không cần ở trong sách. Cô mới dạy bữa rồi mà. Dạ thưa cô, theo con là chủ ngữ là cái bộ một phận thứ nhất cơ ở trong câu. Không, cái đó không phải cô dạy. Cô mới dạy hôm bữa rồi á.
cái cách mà để cho các bạn có thể tìm được chủ ngữ và biện ngữ. Cô dạy là cô dạy những cái kỹ năng, chứ thường ít có khi nào mà cô dạy theo kiểu là một cái định nghĩa nó sơ cứng lắm. Bạn bạn Nhật này nhớ không Nhật? Nhật ơi. Nhật dạ. Nhớ không Nhật? Dạ. Con không nhớ luôn. Trời ơi. Buồn luôn. Thư nhớ không Thư? Dạ cô, con chỉ nhớ là chủ, cô nói là chủ ngữ đóng vai trò đặt câu hỏi ai là gì á cô. Ừ. Ở trước cái đó nó có một câu rồi nó mới tới cái đó. Bữa đó cô biết làm sao cô còn nhớ được cái hình ảnh đó mà mấy bạn là đã quên rồi. Trong khi đó đáng lẽ cái người quên phải là cô, còn người người nhớ các bạn chứ. Tại vì cô có thể cô dạy nhiều lớp, còn các bạn chỉ học có một cái phần kiến thức đó của môn văn là như thế thôi mà. Đó, mới đây mà hát cái bài em còn nhớ hay em đã quên rồi đó. Đúng không? Đâu mất tiêu này. Cô bảo là trước đó rồi cô nói gì? Chủ ngữ là cái phần mà nêu lên tác nhân của hành động. Đến đây thì nhớ chưa? Đến đây thì quý vị có nhớ chưa? Đó, cô nói chủ ngữ là cái phần mà nêu lên tác nhân của hành động. Và nó thường trả lời cho câu hỏi. Thường trả lời cho câu hỏi ai và cái gì. Đó, chỉ cho như vậy luôn mà. Rồi lúc đó cô nói biện ngữ là gì Thư? Biện ngữ là gì Thư? Dạ con không nhớ rõ. Ai nhớ nè, tới đây ai nhớ chưa? Tới đây có bạn nào mà trực nhớ ra? À đúng là có, bữa đó cô có dạy vậy chưa? À, cô mời bạn Hân. Phải không? Phải Hân không? Dạ, con cũng không nhớ rõ lắm cô. Ừ. Tức là nếu mà bạn Thư có nhớ, có nghĩa là thật thiệt là bữa đó cô có dạy rồi. Mà cô, đúng là cô dạy vậy đó. Tức là chủ ngữ là tác nhân của hành động, thường trả lời cho câu hỏi ai, cái gì. Và vị ngữ là cái thành phần mà nêu lên cái tính chất đặc điểm trạng thái của sự vật hiện tượng, đúng không? Của sự vật được nói đến trong câu, tức là của cái tác nhân đó đó. Tức là nó sẽ là miêu tả đặc điểm nè, trạng thái, tính chất của đối tượng. Và nó thường trả lời cho câu hỏi. Câu hỏi gì các bạn? Là như thế nào và làm gì? Vậy theo cái định nghĩa đó thì bạn Thịnh sẽ nói lại cho cô chủ ngữ trong câu này là gì? À, chủ ngữ là ta. Đúng rồi, chủ ngữ là ta ha. Chứ gì mà ta có thể thấy, hiểu chưa? Tại vì lúc bây giờ là ai? Là ta. Ta làm gì? Ta thấy. Còn chữ có thể là thành phần phụ, tình thái. Nó nằm chung ở trong cái biện ngữ thôi nha. À, đây là những cái chính nè. Thấy được cái gì, thấy cái gì phía sau kệ nó. Nó là thành phần bổ nghĩa cho thấy. Vậy thôi. Vậy bây giờ thấy được tình cảm yêu thương nồng cháy của tác giả đối với con sông quê hương thân thuộc của mình thì đến đây nó đã hết ý chưa Thịnh? Dạ hết rồi. Đúng rồi, nó đã hết ý rồi. Vậy bây giờ con còn lòng thòng thêm cái ở phía sau này chi nữa. Trong khi bữa trước cô bảo rằng cái lòng thòng thì là cái gì? Là cái dở, cái giết chết đi cái đúng. Được không? À. Vậy bây giờ làm thế nào để cho cái ý này nó có thể nhét được vào trong câu này hoặc câu sau? Thì phải tìm cách khác chứ không có phải là cái cách cũ.
Vậy thì chuyển cái này lên, chuyển cái này lên nè, bằng nhiều phương thức nghệ thuật. Chữ khác nhau này bỏ đi không hay. Bằng nhiều phương thức nghệ thuật, biện pháp ha, biện pháp đó. Bằng nhiều cái biện pháp nghệ thuật độc đáo, phải đây biến cái này thành trạng ngữ đúng không? Bằng nhiều biện pháp nghệ thuật độc đáo phải bỏ chữ qua để biến văn bản trên thành chủ ngữ. Văn bản trên bỏ cái này luôn, cho ta thấy. Rồi xong. Vậy thì văn bản trên là chủ ngữ, phải không nào? Cho ta thấy cái gì đó là vị ngữ. Rồi xong, cách sửa là như vậy ha. Cô đọc lại ha, bằng nhiều cái biện pháp nghệ thuật độc đáo thì văn bản trên cho ta thấy được tình cảm yêu thương nồng cháy của tác giả đối với con sông quê hương thân thuộc của mình. Chấm. Ủa chỗ này bữa rồi cô kêu sửa mà sao không sửa nè Thịnh nè. Mấy bạn làm như giống như bữa rồi cô. Cô dạy đổ sông đổ biển á, cô buồn ghê nơi luôn á. Ý mà cô rất là kỹ là cô dạy xong mà cô sợ là các bạn sẽ không có ghi chép với lại là làm đúng, cho nên là cô yêu cầu các bạn về nhà nộp lại cho cô cái bản sửa vào thì nó mới lòi ra là các bạn không có làm, các bữa rồi các bạn không ghi chép gì hết ha. Nè bữa rồi cô nói là từ đó thấy được là một cái câu sai, tại vì nó thiếu chủ ngữ ở trong câu này, thiếu chủ ngữ. Mà kể cả nó có chủ ngữ thì câu này nó vẫn dở, tại vì cái chữ là thấy được ở trên này rồi bây giờ thấy được ở dưới này nữa thì nó không hay đó nào. Vậy thì bây giờ bỏ cái chỗ này đi, mình chỉ cần thêm một cái từ để thay đổi cấu trúc của nó, cho nó khác với cái cấu trúc ở trên, thì cô sẽ dùng từ đó là. Đó là tình cảm. Chữ yêu thương này bỏ đi, tại vì ở trên này đã nói chữ yêu thương rồi mà, tại sao đây lại phải nói nữa, đúng không? Đó là tình cảm của tác giả nói riêng và của, ở đây phải có từ của để nó gắn kết hai này nè, và của con người Việt Nam nói chung. Xong. Hiểu chưa? Mấy bạn có sửa bài vô được không? Và được hay không được cô không biết, nhưng mà về nhà xong là phải nộp cái cuốn tập á, chụp hình xong bữa nay là phải chụp hình cái cuốn tập mà có một đoạn văn hoàn chỉnh và có những cái phần kết đoạn tham khảo của những bài khác nhau ha, thì cô mới chịu ha. Còn không là chép phạt ha, chép phạt 5 lần, không làm nữa thì 10 lần. Ok. Rồi. Tiếp nha. Bài này sửa rồi. Bài còn bài của Tường Vi với lại Thư thì bữa rồi cũng sửa luôn rồi đó, mà cô vẫn chưa thấy các bạn sửa. Đó, cho nên là bài bạn Thịnh đó là bạn nãy cô tính nói là để lại, nhưng mà bạn đã kịp nộp cho cô rồi, nhưng mà cái sự nộp đó nó cũng không có gì nè, vẫn y cũ á nè, từ đó thấy được cũng vậy, khác gì đâu, chỉ sửa có cái khúc này mà sửa lại cũng đâu có được, thấy không? Rồi bài này cô sửa rồi nè, còn bài của bạn Tường Vi là một là bạn Tường Vi sửa lại cho cô theo cái gợi ý của cô hôm trước. Bài của bạn Thắng cũng vậy luôn, bữa rồi cô sửa rồi. Bài của bạn Thư cũng vậy luôn ha, bạn nào chưa sửa thì về nhà sửa. Còn tức là sửa bài của mình, còn ai cũng phải sửa bài của người khác vào, hiểu chưa? Ai cũng phải sửa cái đoạn mà cô đã giúp cho các bạn làm lại cho tốt hơn đó ha. Rồi bây giờ ai chưa sửa thì sửa vô đi, cô cho các bạn 2 phút. Cô đi xuống cô lấy cuốn sách cái này cô. Cô lúc xích lên xế đường cô.
Rồi, vậy bây giờ các bạn thấy là cái việc mà viết một đoạn văn phân tích một cái điều gì đó nó không hề khó, đúng không nào? Bây giờ nhiệm vụ của các bạn là về nhà học lại và ghi ra cho cô, tức là nghiệm lại trong đầu của mình đó, là các bước để mà chúng ta có thể xử lý được một cái việc là phân tích cái đoạn văn bản. Cô nhắc lại, và đáng lẽ là nếu mà học trực tiếp thì cô sẽ để cho các bạn nói, còn ở đây thì thôi thì cô sẽ nhắc, nhưng mà cô rất là mong các bạn sẽ có được cái ý thức học tập tốt, bởi vì các bạn lớn rồi ha. Đó là đầu tiên, là các bạn phải làm cái gì? Các bạn đọc kỹ cái đoạn văn bản đó để các bạn tìm cái nội dung chính của văn bản đó, đúng không? Mà những cái tín hiệu nào, những cái khía cạnh nào để giúp cho chúng ta có thể tìm được nội dung chính thì cô cũng đã chỉ rồi. Sau đó thì chúng ta đi tìm những cái ý nhỏ, mà những cái ý nhỏ thì các bạn sẽ dựa vào cái gì? Các bạn sẽ dựa vào những cái biện pháp nghệ thuật, tu từ được sử dụng ở trong cái văn bản đó. Sau đó thì các bạn đi tìm cái hiệu quả của nó nha. Sau đó các bạn chia thành hai ý, đúng không? Rồi tới hồi mà ba ý gì đó tùy, sau đó bạn sẽ đi vào cái phần viết văn. Khi đi vào phần viết văn thì cái phần nội dung chính nó sẽ trở thành câu chủ đề, đúng không? Những cái ý nhỏ nó sẽ trở thành gì? Sẽ trở thành cái luận cứ, phải không? Những luận cứ, những luận chứng hang để cho các bạn viết. Sau đó thì các bạn vận dụng bốn phép liên kết chúng ta đã được học, cô dạy đó, là phép thế, phép lập, phép nối, phép liên tưởng, để các bạn kết hợp nó lại viết thành một cái đoạn văn, được không? Một đoạn văn cơ bản thì có thể là từ 6 đến 10 câu là đã chấp nhận được rồi nha. Thế thì những bạn nào mà hôm nay cái bài làm của mình chưa sửa được thì cô đề nghị các bạn về nhà sửa lại và ghi vào vở cho cô nha. Còn tất cả chúng ta đều phải ghi vào vở cái đoạn văn mà chúng ta vừa được hoàn thiện, đúng không? Vừa được hoàn chỉnh. Nó không phải là đoạn văn hay nhất, nó không phải là đoạn văn quá hay, nhưng đó là đoạn văn đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trong cái tình hình mà các bạn đang viết văn loạn xạ như thế này. Hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đề thứ hai. Các bạn ghi cho cô, đó là cảm nhận của em về bốn câu thơ sau. Các bạn ghi cảm nhận của em về bốn câu thơ sau. Trăng ơi từ đâu đến, hay từ một sân chơi, trăng bay như quả bóng, đứa nào đá lên trời, rồi cô đọc lại ha. Trăng ơi từ đâu đến, trăng ơi từ đâu đến, hay từ một sân chơi, trăng bay như quả bóng, đứa nào đá lên trời. Rồi, cảm nhận của chúng ta về đoạn thơ này. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ làm bước 1, đó là bước tìm nội dung chính, đúng không, của văn bản ha. Nội dung chính của đoạn này sẽ là viết về cái gì, thì nó sẽ được lặp đi lặp lại ở trong cái câu này. Bây giờ cô sẽ không cho làm gọi là phát biểu giống như bữa giờ nữa, tại vì cái phần nội dung chính thì bữa giờ cô hay cho các bạn xung phong hoặc là phát biểu gì đó, thì bây giờ tất cả chúng ta đều phải làm ha. Tại vì mình đã học rồi, mình đã học cái cách để tìm nội dung chính rồi, viết về cái gì đó, đúng không? Rồi bây giờ các bạn sẽ làm liền và gửi ngay cho cô ha, qua Zalo.
cô đợi các bạn nha. Bây giờ là 7:47, cô cho các bạn 3 phút nha, 7:50. Chỉ viết có vài từ thôi à, rất là nhanh. Cái này viết mấy câu hả cô? Viết vài từ thôi à, đâu phải viết câu. Nè, đây nè, nội dung chính là 2 chấm nè, viết về cái gì đó. Đó, thêm cho cô chỗ này thôi nè, trừ một hàng thôi à. Hiểu không? Đây là mình đang làm gì? Đang tìm ý, đang đi tìm cái ai kìa. Đúng không? Chứ mình chưa có viết câu gì hết á, bước 1 mình mà. Hiểu không? Rồi, làm đi. Làm và gửi cho cô đấy, cô liền, cô đợi á. Bạn Thắng nào. Bạn Thắng nào thì không sai, nhưng mà nên viết thêm nữa, chứ viết như đó không thì người ta sẽ không hiểu hết được nha. Cô đề nghị là bạn Thắng suy nghĩ thêm nha. Rồi. Hết giờ rồi các bạn, đọc bài hết tất cả người đọc bài cho cô đi. Cô còn mới gửi xem. Luôn. Ok, cô thấy rồi. Cô đã nhận của bạn Nhật, bạn Thịnh với bạn Thắng nha. Không biết sao cái điện thoại hay là cái ánh sáng gì đó mà con chụp á, nó bị lúc nào cũng bị nhòe chữ hết trơn á. Nhật á. Cô vẫn đang chờ đợi một cái bài tốt hơn. Vẫn chưa tìm được bài nào tốt hơn. Cô đã nhận được 1, 2, 3, 4, 4 bài rồi. Đọc cho cô hết đi các bạn. Còn bạn Yên Khanh nè, Xuân An, Kim Ngân, An Khánh, anh Thư, anh Thư Phạm và anh Thư Trần ha. Nộp cho cô nhanh lên. Bạn số 6 là bạn gì vậy ta? Bạn số 6 là bạn mới này. Bạn số 6 tên gì con? Số 6 là Vi đúng không? Dạ. Tường Vi, ok. Tường Vi đọc bài luôn. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. 52 rồi.
Mấy cái này là theo kiểu là tức tắc á mấy bạn, tức thời á. Bạn An ơi, chụp lại cho cô đi, cô không thấy gì cả. Chụp cái tay không có rung ha. Chụp lại cho cô ha, không rung cái tay ha. Rồi cô đọc được rồi. Rồi cô nhận bài của các bạn rồi đó. Còn những bạn mà chưa nộp cho cô thì thôi cô cũng không đợi nữa, tại vì nó rất là mất thời gian. Do là nếu như mà bạn biết làm thì chắc là bạn đã làm rồi. Bây giờ nè, cái kỹ thuật mà cô dạy các bạn là gì nhỉ? Là chúng ta sẽ dựa vào cái từ ngữ nào được lặp đi lặp lại nhiều nhất trong văn bản đó, đúng không? Vậy thì trong cái từ, trong cái cụm, trong cái văn bản này thì chúng ta thấy là cái từ ngữ trăng được lặp lại nhiều nhất. Trăng nè, trăng, đúng không? Rồi ngoài ra thì chúng ta có là một cái câu hỏi, một cái câu hỏi mà câu hỏi này là tự hỏi rồi tự trả lời, tự cảm nhận, đúng không? Rồi có những cái rồi như vậy chỗ này mình sẽ điền vô là viết về trăng đó, nội dung chính là đoạn thơ viết về trăng. Nhưng mà sau đó thì cô mới không, ví dụ như bạn bạn Thắng ấy, bạn ghi là viết về trăng đêm. Trăng thì phải diễn tả ban đêm chứ không lẽ vào ban ngày, đúng không? May ra là nếu mà sau này các bạn học thì nó sẽ phân biệt được là trăng lúc mới lên, trăng lên đỉnh núi, phải không? Lúc mới lên nè, trăng lên đỉnh núi, hoặc là trăng tà hoặc là trăng khuya, nó có những cái đó đó. Và tất cả cái này đều là trăng đêm hết ha. Nên bạn Thắng viết cho cô là viết về trăng đêm thì chữ đêm nó thừa, chữ đêm này nó thừa, hiểu chưa? Viết về trăng nhưng mà cô bảo là viết như vậy thì chưa có đủ, tại vì không biết viết gì về trăng hết. Thì các bạn khác, đa số tất cả các bạn đều ghi cho cô là viết về cái thắc mắc của bạn nhỏ là trăng từ đâu đến đó. Thì nếu như thế này thôi thì các bạn chỉ chạm được có một gọi là cái bề mặt của văn bản thôi. Tại vì cái văn bản này nó rất là rõ ràng là đứa bé nó hỏi, đứa nhỏ nó hỏi là trăng ơi từ đâu đến, hay từ một sân chơi, hay là từ một cái sân quả bóng nào đó, ví dụ vậy. Bề mặt nó là một câu hỏi, bề mặt nó là một thắc mắc, nhưng các bạn phải hiểu đằng sau đó kìa. Đằng sau đó không phải là nó không biết là trăng là ở đâu đến đâu, tức là nó thừa biết đi chứ, đúng không? Cho nên ở đây nếu mà chúng ta bảo rằng viết về trăng và thắc mắc của bạn nhỏ là trăng từ đâu đến thì các bạn sẽ không hiểu được hết cái ý thơ, hiểu không? Vậy bây giờ cô gợi ý như thế rồi thì có ai giơ tay phát biểu lại cho cô là chúng ta sẽ phải chỉnh sửa lại là không phải là thắc mắc của bạn nhỏ là trăng ơi từ đâu đến. Cái đó là cái bề mặt, còn đằng sau đó kìa, tức là đằng sau với việc hỏi là trăng ơi từ đâu đến, hay từ một sân chơi, trăng bay như quả bóng đứa nào đá lên trời, tức là đằng sau của cái câu hỏi đó là cái gì, thì nó mới là cái đó đó, viết về trăng và đó. Ai biết? Em cô mời bạn Nhật. Dạ thưa cô, là em bé này là viết về trăng và tình cảm của em bé này đối với trăng.
Tình cảm gì? Ví dụ như ở ở bài nhất ở sông quê hương là tình cảm yêu thương gắn bó nhớ thương gì đó. Tình cảm yêu quý à, thấy các bạn phải thấy được vậy chứ không phải là tự nhiên nó bị vấn đề gì mà nó đi hỏi là Trăng ơi từ đâu đến. Nó không phải là nó không biết, mà cái câu hỏi đó của nó chẳng qua là để bày tỏ cái tình cảm rất yêu mến của nó đối với Trăng. Tức là nó yêu mến đến nỗi mà nó cảm giác thân thuộc như là ở trong cái sân bóng mà bình thường nó hay chơi đó. Nó hỏi là đứa nào đá lên trời, đứa nào nó yêu lắm. Cho nên viết về Trăng và tình cảm yêu quý, đúng không? Yêu quý, thân thương của đứa trẻ đối với Trăng. Của một đứa nhỏ, của một đứa trẻ, của một bạn nhỏ. Bạn có nhiều cách diễn đạt khác đối với Trăng. Đó mới là cái mà cô muốn các bạn phải làm được ha. Còn thí dụ như bạn nói là và thắc mắc Trăng từ đâu đến thì cô bảo là không sai, nhưng từ đây về sau thì các bạn phải biết rằng cái điều mà mình thấy ở bề nổi và mình phải nhìn thấy nó ở bề chìm về sau, hiểu chưa? Bây giờ tới bước 2 là bước đi tìm gì? Tìm cái ý, đúng không? Và muốn tìm ý thì sẽ đi tìm các cái biện pháp tu từ nào. Các bạn hãy tìm cho cô những cái biện pháp nghệ thuật tu từ nào mà các bạn thấy là nó hấp dẫn, nó đắt giá, và hãy nêu cho cô cái hiệu quả của cái biện pháp đó. Các bạn có thể viết ra giấy và sau đó các bạn chụp luôn cái giấy đó vào cho nó nhanh nha. Rồi, nhanh lên, 2 phút, bắt đầu. Mình chỉ ghi phép thôi, mình có còn ghi cái hình ảnh nó ra không cô? Ghi chứ, là bữa rồi cô hướng dẫn rồi mà. Dạ. Ghi y như cái bữa rồi, ví dụ nha. Cô ví dụ như cái bài mình vừa làm ha, bài Nhớ Con Sông Quê Hương ha. Thì là, ví dụ cô ghi là vậy nè, nhân hóa. Cái chỗ là soi tóc, những hàng tre. Xong, cái cô ghi hiệu quả. Đó là, nó gì đó, bữa rồi cô hướng dẫn rồi đó. Không, làm giống vậy á. Rồi nhanh.
Rồi, bạn Thư gửi cho cô. Rồi tìm thêm đi Thư. Ở đây chỉ có một cái thôi, nhưng mà cô bật mí là không bao giờ trong một đoạn mà nó chỉ có một cái để nói nha. Nó sẽ có từ ít nhất là hai, nhưng mà thường là cô sẽ tìm khoảng 3-4. Ở đây thì tìm được một cái rồi. Được, tìm thêm đi. Bạn Nhật. Rồi cô sẽ sửa bài luôn ha. Hiện giờ thì cô nhận được hai bài. Bạn Thư thì nói là biện pháp so sánh trăng bay như quả bóng, tác dụng khiến hình ảnh mặt trăng gần gũi hơn. Gần gũi hơn bằng hình ảnh quả bóng là thứ các bạn thường chơi. Rồi là cô cho là được. Bạn Nhật thì nói là biện pháp so sánh giống vậy đó, và bạn ghi là phép so sánh ngang bằng miêu tả ông trăng như quả bóng bay lơ lửng giữa trời đầy sao. Thứ nhất là bạn sai chính tả. Trời đầy sao là sao O mà bạn ghi là sao U. Thứ hai là cũng chẳng có cái sao nào ở đây, cho nên mình đừng có chế thêm nha. Thứ ba là trong so sánh của văn chương thì không có so sánh ngang bằng hay so sánh hơn gì hết, cho nên đừng có ghi so sánh ngang bằng. Thứ tư là không nêu bật được hiệu quả của nó. Toàn bộ những cái bạn ghi không có cái nào nó nói về hiệu quả. Tức là bạn ghi là miêu tả ông trăng như quả bóng thì ông trăng như quả bóng, tự nhiên cái hiệu quả là làm cho chúng ta thấy ông trăng như quả bóng. Kể vậy, phải như bạn Thư là, ít ra phải cỡ như bạn Thư là ghi là chúng ta thấy là quả bóng là một trong những cái vật dụng mà nó rất là gần gũi, nó rất là thân thuộc với trẻ nhỏ, đúng không? Cho nên từ đó nó sẽ làm cho chúng ta có thể cảm nhận là trăng nó gần gũi, nó thân thương, giống như là những cái sự vật hàng ngày gắn bó đứa trẻ gì đó, thì tác dụng nó là như vậy. Còn bạn ghi là cái nữa là nhân hóa, trăng bay như quả bóng. Tại sao mà một cái là so sánh là như quả bóng rồi, còn bay thì nó về cơ bản sự vật mình đá lên thì nó bay thôi, cho nên là ở đây nếu gọi là nhân hóa thì nó cũng không đúng. Nhưng có nhân hóa, tức là có nhân hóa nhưng không phải là chỗ này, hiểu chưa? Còn bạn nào khác nữa không? Các bạn khác có ai giơ tay trả lời không? Rồi, thế thì nếu mà bây giờ các bạn làm không kịp thì cô sẽ yêu cầu các bạn về nhà làm tiếp cho cô, là phải phát hiện cho cô tiết lộ là còn một biện pháp nhân hóa nữa. Rồi còn một cái chỗ mà sử dụng ngôn từ hay, tức là cái chỗ đó nếu mà đây nè, nghe này nha, ngôn từ hay hôm trước cô giảng rồi đó, có nghĩa là đó không phải là một ngôn từ mà theo kiểu là đẹp, mà theo kiểu là cái từ đó nó phải là từ ngữ trang nhã hay là như thế nào, mà ngôn từ hay có nghĩa
chỗ đó phải sử dụng cái từ đó, nếu như chúng ta thay bằng từ khác thì nó sẽ không phát huy được hết cái hiệu quả của nó như là cái từ đó, được chưa? Như vậy là đầu tiên là biện pháp so sánh là cô đồng ý rồi nè. Nhưng mà sau đó thì cô muốn là các bạn tìm cho cô thêm một chỗ biện pháp nữa là biện pháp nhân hóa, và một chỗ nữa đó là cái sử dụng cái ngôn từ rất là độc đáo, được không? Rồi, được hen. Nắm rõ yêu cầu chưa? Rồi, các bạn nghĩ hen. Nếu như mà ai thắc mắc gì đó thì hỏi thêm cô nhé. Cô không muốn là các bạn kiểu như là học mà là không rõ mà cũng không hỏi, rồi làm bài thì cũng không làm á. Thì học như thế nó sẽ không có tiến bộ được hen. Rồi, tạm biệt các bạn ha. Dạ, chào cô. Okay.